Hello anh em, thì bữa nay bên chạy của mình sẽ khuyến mãi tặng thêm cá cho anh em khi mà anh em lên đơn của mình ha. Thì bữa nay thì mình sẽ cập nhật những cái dòng cá bên chạy mình đang có luôn anh em ơi. Thì cái này mình sẽ báo giá công khai và cái tên cá và cái giá cá là mình sẽ để ở dưới góc trái màn hình ha. Như đây đó là full gold gain, cái này mình đi là 20k một cặp. Anh em mua combo 10 cặp là 200k, mình tặng thêm cho anh em 2 cặp nữa. Đó là mình sẽ báo giá công khai hết, nên là anh em muốn mua thì anh em chụp cái màn hình lại, anh em gửi qua Zalo cho mình ha. Số điện thoại Zalo của mình thì mình để trên góc phải màn hình nha anh em. Đó. Thì cái phiếu mãi này mình sẽ áp dụng trong vòng 3 ngày. Thì bữa nay là 7 tây tháng 10 rồi anh em ơi, mình sẽ áp dụng đến hết ngày 10 tây tháng 10 ha, thì mình sẽ quay lại không có phiếu mãi tặng thêm cá cho anh em nữa. Đây là anh em nào mà có theo dõi kênh của mình mà ngay cái đợt khuyến mãi này mà anh em muốn mua thì anh em mình liên hệ qua Zalo cho mình ha. Rồi tiếp tục là full gold ghi bông, hàng tay bê bớm nha anh em, hàng full ấp sành rồi, nó full quẩy và full ta bê luôn rồi. Thì cái hàng này mình đi cho anh em là 100k một cặp, anh em bắt 5 cặp á là 500k, mình tặng thêm cho anh em là một cặp nữa. 5 cặp thì mình bao ship cho anh em rồi, và bao luôn cái thùng xốp mới cho anh em nữa. Và anh em lưu ý ha, ở đây thì mình sẽ ship đơn từ 200k trở lên nha anh em. Địa chỉ của mình thì mình ở Phong Điền, Cần Thơ nha anh em ơi, nhưng mà mình sẽ ship toàn quốc luôn, anh em nào ở đâu ở tỉnh nào mình ship cũng được hết nha, mình giao tận nơi tận nhà cho anh em hết. Nhưng mà anh em lưu ý là mình sẽ ship đơn từ 200k trở lên, và phí ship á, phí ship toàn quốc luôn là 40k một đơn nha anh em. Đó, ở đây mình sẽ báo giá công khai cho anh em hết, nên là anh em nào muốn mua thì anh em mình liên hệ qua cho mình ha, cho anh em mình biết trước luôn cho nó dễ anh em ơi. Đó, và cái chế độ bảo hành đó với mình thì mình sẽ gửi cho anh em và mình bảo hành đầy đủ 100% hết. Anh em mà nhận cá có vấn đề gì xảy ra là bên chạy của mình chịu trách nhiệm, và đặc biệt nữa là mình sẽ cho anh em mình kiểm tra hàng xong mới thanh toán luôn đó. Được cái là gì nha anh em. Rồi ok anh em ơi, mình sẽ đi tiếp những cái dòng cá bên chạy của mình ha. Thì đây là albino silvergold nha anh em, cái này thì mình đi cho anh em là 60k một cặp, anh em bắt combo 5 cặp á là 250k, mình tặng thêm cho anh em một cặp nữa. Đó, cái này thì anh em chơi hồ kính hoặc là anh em làm trống cũng ok nha, tại vì cái dòng cá này nó thần trúng mà anh em, đa số bên mình bán toàn bộ là cá là thần trúng mà anh em ơi, nên là anh em mua về làm giống thì nó ok hơn. Rồi tiếp tục đó là full get gibbon bds nha anh em, cái này mình còn khoảng hơn chục cặp nó là hết. Cái này thì mình đi cho anh em là 150k một cặp nha anh em. Đó, cái này là máy gibbon bds, còn con trống là con trống gen nha anh em ơi, tại vì con trống gibbon nó dí máy kém lắm, nó dí máy không có đạt chất lượng á, nên là mình bán cho anh em là bán chấm gen kèm với lại máy ghi bông ha. Anh em mua 5 cặp á, là 750k, mình tặng thêm cho anh em một cặp nữa. Lâu lâu mình mới có khuyến mãi tặng thêm cá cho anh em á, nên là anh em nào muốn mua thì anh em mình liên hệ qua cho mình ha. Anh em mua 5 cặp á, là mình sẽ tặng cho anh em một cặp, anh em mua 10 cặp á, mình tặng thêm cho anh em là 2 cặp. Cứ anh em nào mà mua 5 cặp là tặng một tính tới nha anh em. Đó, rồi tiếp tục đó là Dumbo Gin nha anh em. Đó, Dumbo Gin, Gin là màu xanh lá đó anh em ơi. Cái này thì nó có một cái lớp vảy platinum ở trên lưng và hai tơ bê màu xanh rất là to luôn anh em thấy ha. Lúc trước là gồng xanh đó anh em, nhưng mà bây giờ mình làm lên cái tơ bê Dumbo luôn rồi nên mình kêu là Dumbo Gin ha. Đó, ở đây nó có hai cái máy, mình để vô hai cái máy cho anh em xem. Cái máy thì nó cũng bình thường thôi anh em, nó giống như là Dumbo Big E vậy đó. Cái máy này chỉ để sinh sản thôi, còn con cá trống thì nó sẽ đẹp hơn ha. Thì cái này mình đi cho anh em là 200k một cặp, anh em mua 5 cặp á, mình tặng thêm cho anh em là một cặp. Rồi tiếp tục là Dumbo Big E nha anh em. Đó, cái này thì anh em nào mà theo dõi kênh của mình thì cũng biết ha, lúc nào bên chợ mình cũng có hàng phục vụ cho anh em hết. Cái này thì 60k một cặp nha anh em, còn anh em nào bắt 5 cặp á là 250k, mình tặng thêm cho anh em là một cặp. Còn anh em bắt 10 cặp á thì mình sẽ tặng thêm cho anh em là 2 cặp nha. Riêng về cái bộ Dumbo Big E này á, thì bên chợ của mình lúc nào cũng có nói với anh em hết là mình sẽ bảo hành cho anh em mà làm giống, là bảo hành cái đề con lên anh em, cũng như là bao cái đề con cho anh em mình làm lên luôn á. Nên là anh em nào mà có mua về làm giống á thì mình sẽ bao cho anh em mình chơi luôn. Đó là tỷ lệ giống bố mẹ rất là cao nha anh em, tại vì cái bộ này là bộ gen thuần á anh em, và mình kiểm soát được cái bộ gen á, nên là mình bán cho anh em một cặp cá và kèm theo đó là bán luôn cho anh em cái bộ gen. Đó, thì ở đầu video như thế này thì mình sẽ quay những cái dòng cá bảy màu ha, còn chút xíu nữa mình sẽ lên những cái dòng cá Molly bên chạy của mình nha anh em ơi. Anh em theo dõi từ từ anh em sẽ thấy ha. Đây là Will Coi Sọt nha anh em, Will Coi Sọt ghi bông Finchy tai bê bớm ha. Thì cái size này nó cũng được 2 tháng gửi rồi anh em ơi, nhưng mà 2 tháng gửi nó không có bự bằng người ta được. Lý do là cái dòng sọt đó nè, anh em nào mà làm cá thì sẽ biết ha, tất cả những cái dòng sọt luôn nó bằng tuổi bằng ngày với người ta, nhưng nó không bự bằng người ta được nha anh em, tại vì nó sọt body anh em ơi. Ở đây mình có để thêm mấy con trống gen vô cho anh em xem á. Con trống thì nó sẽ nhỏ hơn con cá mái nha anh em, và con trống là con trống gen ha. Còn con mái mình bán cho anh em á là con mái ghi bông Finchy tai bê bớm. Cái này thì mình đi cho anh em là 70k một cặp,
anh em bắt combo 5 cặp á là 300k, mình tặng thêm cho anh em một cặp nữa. Rồi tiếp tục là những cái dòng cá Molly bên trại của mình nha anh em ơi. Molly thì mình cũng sẽ tặng cho anh em luôn. Đợt này thì tất cả những cái dòng cá nào mà bên trại mình đang bán cho anh em là mình đều tặng cho anh em hết. Đây là Molly Platinum Super Sọt nha anh em. Cái này thì 45k một con. Anh em bắt combo 10 con á là 400k. Mình tặng thêm cho anh em hai con nữa. Và cái này thì nó sẽ bầu sẵn rồi anh em ơi. Cái này nó bầu sẵn hết rồi. Anh em bắt cái máy về là không cần cái chấm luôn, nó vẫn đẻ được á. Mình đảm bảo với anh em nha. Tại vì cái này thì mình ghép sẵn cùng bầy và nó cũng đã có bầu hết rồi anh em ơi. Anh em thấy không? Bụng nó cũng đã tròn tròn, giòn giòn tròn tròn hết rồi. Mặc dù là lúc này mình đang show cho anh em xem á là cá này mình chưa có cho ăn. Nên là cái bụng này nó là tự nhiên nhất có thể nha anh em. Rồi, tiếp tục là Molly Sọt Platinum đuôi én mắt xanh nha anh em ơi. Anh em thấy con mắt nó không? Con mắt nó là mắt màu xanh nha. Thì đợt này mình đi cho anh em là 150k một cặp. Anh em mua 5 cặp á, mình sẽ tặng thêm cho anh em một cặp nữa. Cũng như là anh em mua 5 cặp là 750k ha, là anh em được 6 cặp luôn. Đó. Cái này mình sẽ bán theo cặp nha anh em, cặp là một trống và một máy ha. Cái nào mình để con thì mình sẽ tính đơn vị bằng con, còn cái nào mà mình để cặp á thì mình sẽ đi theo cặp đầy đủ trống máy cho anh em mình làm giống nha. Đó. Cái này thì cả trống và cả máy mắt đều full xanh hết nha anh em có thể thấy ha. Đó, trống máy đều full xanh hết và cái lớp 7 platinum rất là trắng luôn. Cái này là cái bộ này nó không có bị đen, nó không có bị tuột màu nha anh em. Đó, cái này là mắt xanh nha, mắt xanh thường chủng, nó không có bị tuột màu. Rồi tiếp tục nó là H Molly nha anh em ơi. H Molly Sọt đuôi én. Cái dòng cá này thì mình bên mình cũng còn nhiều lắm anh em. Tại vì cái dòng cá này lên rất là dễ làm luôn, kiểu như là nó dễ nuôi anh em, nên là cái số lượng lên rất là đều đó. Thì anh em biết rồi, cái nào mà nó dễ nuôi thì cái giá trị nó sẽ không có cao đó, nó rất là mềm luôn. Cái này thì mình đi cho anh em là 40k một con. Còn anh em nào bắt combo 10 con á là 300k, mình tặng thêm cho anh em hai con nữa. Cái đợt này khuyến mãi có 3 ngày thôi anh em ơi, nên là anh em nào có theo dõi kênh của mình á và muốn mua đợt này thì anh em mình liên hệ qua cho mình ha. Đó. Cái này là mình tính đơn vị bằng con nha anh em, combo 10 con là 300k ha. Tại vì nhiều khi là cá máy nó nhiều hơn cá chấm á anh em, nên là mình tính đơn vị bằng con về cho anh em mình dễ sinh sản hơn, nó được nhiều hơn. Rồi, tiếp tục nó là hàng giá cực kỳ mềm anh em à. Cái này thì dành cho anh em mình tập chơi hoặc là anh em nào mà có cái hồ thủy sinh, hồ nông bộ muốn mua số lượng lớn về để thả, để ngắm, để tương tác nha. Thì anh em có thể chơi cái dòng cá Molly này ha. Đây là Molly Sọt màu vàng cam đuôi én nha anh em. Cái này thì mình bán lẻ 1-2 con á, là 15k một con. Còn anh em bắt một lần 20 con á, là mình đi cho anh em là 200k. Là có 10k một con hả anh em. Mà mình tặng thêm cho anh em 4 con nữa. Đó, là anh em được 24 con mà có 200k hả. Là quá mềm. Nên là anh em nào mà có theo dõi kênh của mình và muốn mua đợt này thì anh em mình chụp cái màn hình lại ha, anh em gửi qua Zalo cho mình. Rồi tiếp tục đó là Molly Sọt Platinum đuôi én mắt đỏ nha anh em ơi. Đợt này mình lên lại cái bộ mắt đỏ. Cái này thì mình đi cho anh em là với cái giá cũ ha, là 150k một cặp. Anh em bắt combo 5 cặp á thì mình sẽ tặng thêm cho anh em là một cặp nữa. Đợt hổm mình cũng có lên một bầy mắt đỏ anh em, nhưng mà không có đủ để bán cho anh em á, thì hổm gà mình cũng đứt hàng. Thì hiện tại là cá nó cũng mới lớn lên anh em ơi, nó cũng ôm bầu rồi, cá thì nó có bụng có bầu rồi, mình mới xô lên đây mình bán cho anh em được ha. Đó, nên là anh em nào mà có cần hàng mắt đỏ thì anh em mình liên hệ qua cho mình nha. Cái bộ mắt đỏ này là nó thần chủng nha anh em, nó thần mắt đỏ 100% luôn á, mình dám đảm bảo với anh em ha. Cá bố mẹ để ra các con là nó sẽ mắt đỏ từ nhỏ tới lớn luôn. Rồi tiếp tục là say cối nha anh em ơi. Cái này là mắt đen nha anh em ơi. Đó, anh em thấy ha, mắt đen say cối Molly Sọt và Platinum đô án luôn. Nhưng mà đây là xay cối xay 10 tháng đó anh em. Cái bụng cực kỳ to luôn. Và cái xay nó cũng rất là to nha anh em. Nó khoảng gần bằng cái ngón chân cái của mình á, là anh em là hình dung ra được ha. Và anh em lưu ý nha, con này ở đây là con cá mái, nên là nó sẽ bự. Còn con cá trống nó sẽ không có bự được nha anh em. Con cá trống nó sẽ nhỏ hơn cá mái rất là nhiều nha. Và nó sẽ không có bự được nữa luôn. Con cá trống á, ở đây mình nói trước cho anh em nào mà không biết ha. Đó, thì mình cũng sẽ bán với giá cũ cho anh em và mình sẽ tặng thêm cá cho anh em nè. Cái này thì mình đi là 100k một cặp. Anh em mua combo 5 cặp á, mình sẽ tặng thêm cho anh em là một cặp nữa. Đợt hổm thì mình không có tặng cho anh em, nhưng mà đợt này mình sẽ tặng cho anh em cho hết cá luôn anh em ơi. Rồi, tiếp tục là kiếm coi sọt nha anh em. Cái dòng cá này cũng lâu lắm rồi mình mới cập nhật lại được nha. Thì cái đợt này mình cũng đi cái giá cũ cho anh em luôn là 30k một con. Anh em mua combo 10 con á là 300k, mình tặng thêm cho anh em hai con nữa. Cái này thì nó có màu đỏ và màu trắng nha anh em. Nó kiểu như là ở đầu đỏ, đuôi đỏ, ở chính giữa là màu trắng á. Anh em nào mà thích những cái dòng cá kiếm coi sọt như thế này thì anh em mình liên hệ qua cho mình ha. Thì đây cũng là một cái dòng cá cuối cùng mà ngày hôm nay mình cập nhật rồi anh em ơi. Cảm ơn tất cả anh chị em mình đã theo dõi video của mình nha. Chúc tất cả anh chị em mình nuôi cá thành công.